Sáng sớm hôm nay, trước khi diễn ra khai mạc, đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu đến dâng hương tưởng niệm các vua hùng, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, cùng các đại biểu đã dâng nước, dâng rượu, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công đức các vị vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp như ngày hôm nay. Lãnh đạo thành phố cũng hứa sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh. Thay mặt hơn 33.990 hội viên và 6.778 tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố, bà Quỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, kính cẩn đọc chúc văn tưởng niệm các vua hùng, bày tỏ lòng tự hào về truyền thống dã gian của dân tộc, thành kính tưởng nhớ và tri ân công đức các vị vua hùng, đồng thời kính báo trước anh linh các bậc tiền nhân về những kết quả mà hội đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyện khắc sâu để làm theo lời của Bác Hồ dạy. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết, tiếp nối truyền thống tiên rồng, ra sức phấn đấu rèn luyện, góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng thủ phủ miền Tây ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và giàu lòng nhân ái.